Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Conan TV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Như các bạn đã thấy hình ảnh từ trên cao như thế này thì so với video clip trước về cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này thì nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Vì vậy nên chúng ta sẽ đi vào chi tiết một cái hạng mục, những cái hạng mục mà trước các video clip trước tôi chưa có quay cụ thể. Trước tiên chúng ta sẽ tóm tắt lại một chút nhé. Tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ là dài 23 km nối giữa cầu Mỹ Thuận 2 thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long và nút giao Trà Và trên quốc lộ 1 thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh, cũng là tỉnh Vĩnh Long luôn. Còn địa phận ở giữa, ở khoảng giữa của nó thì nằm trên địa phận Đồng Tháp. Nằm trên địa phận Đồng Tháp thì tuyến này nó dài 10,5 km, còn ở trên địa phận tỉnh Vĩnh Long là ở hai đầu ấy thì tổng lại là 16,5 km. Dự án này có tổng mức đầu tư là 8.426 tỷ do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và hiện nay là giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long và nay đã đổi tên thành PMO Mỹ Thuận để làm ban quản lý dự án. Dự án này gồm tất cả 16 gói thầu, trong đó có một gói thầu cung cấp thiết bị, 9 gói thầu tư vấn, 3 gói thầu phi tư vấn và 3 gói thầu xây lắp. Thì trong 3 gói thầu xây lắp này thì gói 1 nó sẽ chia thành 3 gói. Gói 1 có trị giá là 809 tỷ đồng, nằm ở phía thành phố Vĩnh Long, tức là phía gần cầu Mỹ Thuận 2. Gói 3 trị giá 1.356 tỷ, nằm ở phía cuối tuyến, tức là ở phía thị xã Bình Minh. Và gói 2 tất nhiên nằm ở giữa, có trị giá là 705 tỷ, nằm ở trên địa phận tỉnh Đồng Tháp. Dự án này cũng đầu tư theo hình thức phân kỳ đầu tư. Giai đoạn 1 có 4 làn xe, vận tốc là 80 km/h. Giai đoạn 2 thì sẽ là 6 làn xe, vận tốc là 100 km/h. Ở giai đoạn 1 thì bề rộng một nền đường chỉ có 17m, còn bề rộng ở cầu là 17,5m. Còn giai đoạn 2 thì bề rộng nền đường nó lên đến 32,25m. Và dự án cơ bản sẽ hoàn thành dự kiến là vào cuối năm 2022, tức là cơ bản đấy các bạn nhé. Còn đưa vào khai thác giai đoạn 1 chính thức ấy, là vào năm 2023. Và đây là một vị trí giao cắt với đường HD908. Vâng, đây là một vị trí có cái cầu, có một cái cầu mà cái máy chúng ta đang thấy đó chính là một cái thiết bị thi công cọc PHC đúc sẵn. Đó là một loại cọc bê tông có thép giữ ứng lực. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này nó nằm trong cái dự án cái trục cao tốc từ Sài Gòn xuống đến Cà Mau. Và khi nói đến đây chắc hẳn các bạn sẽ biết ngay rằng nó cần có đoạn cao tốc Cần Thơ Cà Mau và một cái nữa chính là cầu Cần Thơ 2. Thì cầu Cần Thơ 2 hiện nay cũng đã được trình Quốc hội, trình Bộ Giao thông Vận tải và Quốc hội báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Và thành phố Cần Thơ hiện nay cũng đang xin được phê duyệt cái báo cáo đó. Còn nguồn vốn thì sẽ được sử dụng từ nguồn vốn BOT và tìm nhà đầu tư sẽ do địa phương tự tìm lấy. Và cái cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này đã dùng vốn từ vốn ngân sách nhà nước, còn cầu Cần Thơ 2 sau này sẽ sử dụng vốn BOT. Và trục cao tốc từ Sài Gòn xuống đến Cà Mau sau này nó sẽ gồm nhiều đoạn, nhiều phân đoạn với những nguồn vốn khác nhau. Như chúng ta biết đấy, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì nó dùng BOT này, Sài Gòn Trung Lương cũng BOT, nhưng Sài Gòn Trung Lương thì hiện nay cũng đã hết thời gian thu phí. Cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Vì thế cho nên sau này mà hoàn thành cái tuyến cao tốc này được hoàn thành, cả một tuyến dài hoàn thành thì sẽ thu phí liên thông, tức là kể cả những đoạn dùng vốn ngân sách nhà nước cũng sẽ thu phí luôn. Và như chúng ta đã biết đấy, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu phương án thu phí các đoạn đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Và cái điều này không có nghĩa rằng là tất cả những đoạn cao tốc sử dụng ngân sách nhà nước, tất cả cái đường đó sẽ phải thu phí hết. Nhưng mà những cái đoạn nào mà nó cần phải thu phí, các đoạn mà cần phải thu phí kết hợp với các đoạn sử dụng BOT, như ví dụ như tuyến cao tốc Sài Gòn đến Cà Mau sau này, thì sẽ cần phải nghiên cứu cụ thể. Thì các bạn đừng có hiểu nhầm, bởi vì ban đầu ấy, sau khi trên các Facebook hay là một số cái trang mạng xã hội đưa tin là chuẩn bị thu phí cả các đoạn đường của ngân sách nhà nước, thì chúng ta đừng có hiểu nhầm. Bởi vì việc thu phí liên thông thì nó sẽ thuận tiện cho cái việc quản lý cũng như là duy tu bảo trì đường bộ. Nhưng mà vấn đề này thì chính phủ cũng cần lưu ý, đó chính là đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước là tiền của dân đã đóng rồi, nếu như ông thu phí lại lần nữa thì cái mức thu phí nó phải phù hợp. Do nếu như mà ông thu phí lại lần nữa, tức là phí chồng phí, đó là dân đã bỏ tiền đóng tiền ra để xây đường rồi, sau này lại còn phải bỏ tiền ra để trả cái tiền xây cái đường đó nữa, làm cái đường đó nữa, vậy là phí chồng phí. Cái vấn đề này thì mới cần với cái sự nghiên cứu cụ thể của Bộ Giao thông Vận tải.
Và đây chúng ta sẽ đến một vị trí cụ thể như khi nãy tôi vừa nói với các bạn, nằm ở trên vị trí giao cắt với đường 90, đường tỉnh 908, là đang thi công cọc thử của cọc PHC đúc sẵn D500. Và dự án này tất cả có một điểm đặc biệt là tất cả các vị trí cầu cống đều sử dụng cọc PHC đúc sẵn. Thì tất các vị trí cống thì đương nhiên sẽ sử dụng cái cọc này thôi. Còn các vị trí cầu trước đây chúng ta thường để ý ấy, thường hay biết đó là người ta sẽ ưu tiên sử dụng cọc khoan nhồi hơn, tại vì cọc khoan nhồi nó có nhiều cái ưu điểm so với nhiều điểm hơn so với cọc đúc sẵn. Thì những cái ưu điểm này là gì thì tôi khó có thể liệt kê ở trong video clip này, tại vì nó là cả một cái giáo trình cơ. Và cái việc chọn biện pháp, chọn cái thiết kế là cái gì ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố tất nhiên là phải đảm bảo kỹ thuật là đầu tiên. Và thứ hai là vấn đề kinh tế. Vấn đề thứ ba của nó là vấn đề thi công. Nếu như ông đảm bảo kinh tế nhưng thi công không được thì nó là gọi là nhiệm vụ bất khả thi. Còn nếu mà thi công được nhưng mà lại quá tốn kém về mặt kinh tế thì cái điều này cũng sẽ phải cân nhắc lại. Tại vì làm cái gì là cái chỉ tiêu tiền đó luôn đặt ở trên hàng đầu, cũng giống như đấu thầu như thế thôi. Cái ông nào bỏ thầu với giá thấp nhất thì thường là khả năng được cái trúng thầu cao hơn. Còn tất nhiên là người ta phải tính toán đến yếu tố kỹ thuật nữa. Tức là để tính toán cho một cái hệ móng cọc của cầu á thì đương nhiên là phải xét đến cái hệ kháng nén là lớn nhất, tức là cái lực tải trọng trực tiếp từ trên xuống. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề chống xô, thứ ba là chống nhổ, thì cái miễn là đảm bảo là được. Bởi vì cái dự án này sử dụng toàn bộ là cọc PHC, bởi vì nó là một dự án mới, cái vấn đề vận chuyển thiết bị ấy, vận chuyển thiết bị bao gồm để đến thi công cọc khoan nhồi bao gồm là máy khoan này, rồi hệ thống khoan này nó cũng lớn lắm nhá, trạm trộn bê tông xi măng, tại vì sử dụng bê tông cho cọc khoan nhồi thì phải dùng bê tông trạm trộn chứ không dùng bê tông cối trộn này các bạn ạ. Nó yêu cầu một cái sự đồng đều và kiểm soát chất lượng cực kỳ tốt, cho nên người ta thi công cọc khoan nhồi là phải dùng bê tông trạm, rất là khó khăn. Cho nên người ta đã quyết định sử dụng là cọc PHC, nó sẽ thi công dễ dàng hơn. Đó. Và đương nhiên là vấn đề thiết kế bao nhiêu cọc, chiều sâu bao nhiêu và cụ thể như thế nào về mặt thi công để đảm bảo yếu tố kỹ thuật thì đã có các kỹ sư thiết kế rồi. Cái vấn đề thiết kế nó thường không sai đâu các bạn, bởi vì ví dụ như thiết kế ra là chịu tải là 10 tấn thì người ta sẽ luôn nhân với hệ số, tức là cái đó chỉ coi như là chịu tải được 6 tấn thôi. Ví dụ thế thôi. Đấy là những có cái hệ số an toàn. Và đây chúng ta sẽ xem cụ thể cái công tác thi công đóng cọc PHC các bạn nhé. Cái cọc PHC này người ta có thể thi công bằng cách là đào cái hố móng xuống dưới tận cái đỉnh của cọc luôn. Đó là ví dụ như cao độ mặt đất, tôi lấy ví dụ là bằng 0 đi. Cao độ của bệ móng còn nó đang là âm 2m chẳng hạn. Thì người ta có thể đào xuống âm 2m và đặt máy xuống nó đóng là được. Còn nếu như cái trường hợp ví dụ như ở đây, nếu chúng ta đào xuống đến tận đáy móng thì nước nó sẽ ngập vào. Nước sẽ ngập vào thì sẽ phải bố trí thêm một cái vòng vây cọc ván thép này, rồi máy bơm nước để hút nước bơm ra ngoài trong quá trình thi công, chứ không nước nó ngấm vào thì làm như thế nó sẽ khó khăn. Cho nên người ta sẽ dùng cái san lấp một cái mặt bằng, tạo một cái mặt bằng trên cao, nước sẽ không ngập, đóng cọc xuống. Còn để rúi cái mũi cọc xuống thì chúng ta sẽ dùng một cái mũi dẫn, một cái đoạn cọc dẫn. Nếu như độ trên cao là 2m chẳng hạn thì cọc dẫn sẽ ra là 2m 2 gì đấy, thì đóng xuống. Nó sẽ dùng cái mũi dẫn đó để đóng xuống. Và tất cả các cái biện pháp thi công này là do nhà thầu tự trình, nhưng mà trước khi làm này phải trình, tức là phải có một cái biện pháp thi công, một cái trình và phép thi công cụ thể trình lên tư vấn giám sát và chủ đầu tư. Đấy, các bạn đã thấy cái đang treo ở trong cái mão của cái cọc ấy, nó chính là cái cọc dẫn ấy. Thì biện pháp thi công này phải được trình lên chủ đầu tư, là trong đó có bao gồm là máy móc thiết bị, ông làm những cái loại máy móc gì đó, tất cả dùng máy móc gì này, nhân lực thì đương nhiên là phải có. Và cái biện pháp, cái trình tự thi công từng bước một là như thế nào, và cái biện pháp để ông giải quyết cái vấn đề kỹ thuật, ông kiểm soát cái chất lượng trong quá trình thi công là như thế nào thì phải trình lên chủ đầu tư. Và chủ đầu tư thì đương nhiên là các dự án chủ đầu tư đều thuê một đơn vị thứ ba là tư vấn giám sát, thì đơn vị thi công sẽ trình lên tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát sẽ kiểm tra cái báo cáo cái biện pháp thi công đấy, và ông ấy sẽ hỏi, nó giống như là bảo vệ đồ án tốt nghiệp ấy. Ông sẽ hỏi lập luận có những cái vấn đề mà ông chưa rõ, hoặc là những vấn đề mà ông ấy cần ông thi công này trả lời rõ hơn, thì ông ấy sẽ hỏi cụ thể lại và ông thi công cần phải bảo vệ những vấn đề đấy. Thì tất cả những cái hạng mục thi công ở trên một công trình xây dựng ấy đều phải có biện pháp thi công cho từng hạng mục. Cắt nền thì phải có biện pháp thi công cắt nền, thi công nền
bờ bao phải có biện pháp bờ bao, đóng cọc biện pháp đóng cọc, làm bệ mố phải có biện pháp bệ mố, tức là mọi cái hạng mục, mọi cái công việc đều phải có biện pháp thi công. Thì mỗi công việc đều phải tuân thủ, mỗi công việc mỗi hạng mục làm biện pháp thi công nhà thầu tự đề ra, nhưng phải tuân thủ và đáp ứng được những cái tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam và các thông tư nghị định liên quan. Ví dụ như ông thi công hay công tác đất thì phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 4447/2012, hay thi công mặt đường bê tông nhựa nóng thì phải thỏa mãn cái TCVN 8819/2011 và tất cả các biên bản liên quan nữa, các cái tiêu chuẩn liên quan. Hay như thi công cọc bê tông dưỡng lực như thế này thì lại phải thỏa mãn cái tiêu chuẩn TCVN 7888/2008 về cọc bê tông cốt thép dưỡng lực. Đấy là những cái tiêu chuẩn về hướng dẫn thi công và nghiệm thu, và ngoài ra nó sẽ có những cái tiêu chuẩn liên quan nữa. Đấy, thì khi đóng cái cọc này, ngoài riêng đối với cái hạng mục thi công cọc PSC này thì ngoài biện pháp thi công còn phải có một cái đề cương đóng cọc nữa. Tức là đề cương đóng cọc này là tại sao phải có cái này? Tại vì cái sức kháng của mỗi cọc được thiết kế rồi. Nhưng mà cái đóng cọc đến khi nào, cái việc đóng cọc này người ta sẽ phải có cái công tác đóng thử. Tức là ví dụ như ông khoan khảo sát địa chất và ông tính toán nó được cái chiều dài cọc là 30m là cắm xuống tầng địa chất tốt và thỏa mãn các cái yếu tố kỹ thuật rồi, thì thường là cái cọc thử nó sẽ dài hơn 2m, 3m tùy thuộc để ông đóng thử. Tức là quá trình khảo sát thì nó chỉ khảo sát bao cái 500m một cọc, một lỗ khoan, nhưng mà cái việc đóng này thì nó là chi tiết, cho nên ông phải đóng thử xem cái khảo sát nó có đúng hay không. Tại vì khảo sát nó chỉ là đại diện chứ nó không phản ánh toàn bộ cái vị trí trên tuyến được, nó chỉ đại diện cho 500m một thôi, chứ không ai khoan chi chít được cái 10m một cọc hết, một lỗ hết. Cái công tác đóng thử này là để xác định lại, tính toán lại xem là có đúng với cái thông số khảo sát hay không. Cho nên là người ta chỉ thông để xác định được cái sức kháng của cọc đã đạt được hay chưa, người ta chỉ xác định qua cái độ chối thôi. Tức là mỗi lần ông đóng xuống, chúng ta ví dụ cái độ chối tức là cái độ kháng lại. Ví dụ ta đóng một cái búa xuống một cái cọc, nếu mà nó xuống 5m, xuống 1m thì là nó đang đất mềm này, nó chỉ xuống 1cm đất nó cứng. Nhưng vấn đề là xuống bao nhiêu thì là được. Cái biện pháp thi công ấy, nó sẽ có thiết bị mà, như cái này tôi nói có thiết bị. Thiết bị là gì? Trong cái thiết bị nó có cái quan trọng nhất đó chính là cái búa đóng. Cái búa đóng này thì có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất đó là cái trọng lượng của búa, và thứ hai là cái chiều cao rơi búa, là cái đặc thù của cái búa này. Nếu như mà búa trọng lượng càng lớn và chiều cao rơi nó càng cao thì một nhát đóng của nó sẽ xuống càng nhiều. Thì cái độ chối tính được, cái độ chối của nó sẽ càng lớn. Đó là độ chối, chúng ta hiểu rằng chính là cái quãng đường mà đóng búa đóng xuống. Cho nên là nhà thầu thi công sẽ phải tạo và lập một cái đề cương đấy để tính toán cái độ chối đến khi nào mà cọc đã thiết kế thì cái độ chối là bao nhiêu. Ví dụ như là thì cái độ chối sẽ phụ thuộc vào chiều cao rơi búa này, trọng lượng bản thân của cọc, trọng lượng máo, tức là cái mũ, nói chung toàn bộ những cái gì tác động đến cọc người ta phải đưa vào để tính toán hết. Thì đó là một cái đề cương của cái cọc này. Hay là thi công những cái hạng mục khác, ví dụ như là biện pháp thi công những cái gì đó có dàn giáo chẳng hạn. Trong biện pháp thi công thì cần phải có một cái bảng tính an toàn cho cái dàn giáo đấy, gồm này trọng lượng bản thân của dàn giáo này, trọng lượng của người, nhân lực thiết bị, trọng lượng của các cái vật liệu, nguyên vật liệu có thể đặt lên trên đấy. Bởi vì chúng ta biết đấy, có những ví dụ như cầu Cần Thơ là bị trước này bị sập cái dàn giáo ở cái nhịp cầu dẫn, thì đấy là một cái vấn đề an toàn trong quá trình là ông thi công, ông phải trình ra một cái biện pháp đảm bảo an toàn đó, rồi trình ra một cái đề cương tính toán, và ông lại còn phải có cái biện pháp để đảm bảo an toàn nữa. Thì thôi, chúng ta trở lại với tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đi. Dự án hiện tại thì cũng chưa có gì gọi là tiến triển đặc biệt cả, tuy rằng cũng có nhiều quý vị khán giả đang yêu quý kênh Conan TV là cũng có comment hay cũng có nhắn tin nhắc nhở rằng là ông tiếp tục quay lại tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đi. Nhưng mà thực sự mà nói, bây giờ tôi quay lại như các bạn thấy, đây là một hạng mục mà cụ thể chúng ta đang xem. Nhưng nếu chúng ta xem ở trên cao như khi nãy tôi vừa cho các bạn xem thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, do là tình hình bơm cát hiện tại nó đang bị trứng. Nói đúng hơn là theo nhận xét của tôi khi tôi quay lại tuyến này thì các nhà thầu thi công kiểu đang cầm chừng thôi. Tức là giá cát thì tăng cao. Tức là thời điểm mà người ta bỏ thầu ấy, người ta đấu thầu ấy, thì giá cát đang thấp. Nhưng sau khi mà đi vào thi công thì giá cát nó lại cao lên. Đó, cho nên là cái lời, tôi gọi là cái lời đi, lỗ thì tôi cũng chưa dám nói đến. Ví dụ ngày xưa đang lời là 30.000 một khối, nhưng bây giờ chỉ còn lời được 5.000 thôi. Hoặc là hoài vốn thì người ta lại cầm chừng. Cầm chừng người ta đang có đề xuất các nhà thầu, đang đề xuất với chủ đầu tư, kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh giá. Nhưng vấn đề điều chỉnh giá nó đang gặp cái khó khăn ở chỗ là như thế nào.
cái giá cát mà đưa về công trường ấy nó cao, nhưng cái giá cát nằm ở trong cái các cái hóa đơn ấy, thì nó không tăng. Đấy, thì cái vấn đề này nằm ở cái vấn đề khâu quản lý, theo tôi là nằm ở khâu quản lý, tức là ở cái mỏ cát ấy, hay là các cái đài báo TV ấy cũng đưa tin rằng là lý do rằng là cát thiếu cho nên là giá nó tăng. Theo tôi thì không phải, theo nhận xét của tôi thì nó không có cái chuyện đó. Giá cát hiện nay là đang dư, nhưng vấn đề cát tăng đây là do mỏ tự tăng nhưng lại không tăng vào hóa đơn, cho nên thành ra là cái chỉ số giá của địa phương nó không tăng. Do cái chỉ số giá nó không tăng cho nên là không thể tính các hệ số điều chỉnh giá được, không thể tính chuyển giá được. Cái việc đấu thầu, cái giá thầu nó sẽ có hai loại các bạn nhé, tức là giá điều chỉnh và giá cố định. Cái giá điều chỉnh tức là cái đơn giá, ví dụ tôi làm cái việc này là 10.000 một khối, một đơn vị khối lượng, thì nếu như cái hệ số giá của cái tỉnh, của địa phương đó nó tăng lên 5% chẳng hạn, thì tôi sẽ thành 10.050 đồng. Đấy, thì nó sẽ tăng lên. Nhưng còn nếu mà giá nó giảm thì tôi bị giảm. Còn một cái loại đơn giá cố định, tức là tôi ký là 10.000 thì tôi cứ làm 10.000, cái thiên hạ nó tăng cái giá không kệ, nó không cần biết. Thì đó là hai loại. Nhưng mà thường với dự án lớn thế này thì sẽ ký hợp đồng theo cái đơn giá điều chỉnh. Cái nếu đơn giá cố định thì nhà thầu không có lằng nhằng được. Nếu là đơn giá cố định thì các nhà thầu không có một lý do gì để có thể yêu cầu về vấn đề đề xuất tăng giá hết, tại vì ông đã ký hồ sơ rồi. Nếu không làm thì ông phải mất cái bảo lãnh hợp đồng này, bị phạt hợp đồng. Đó, tức là mất hoàn toàn cái tiền bảo lãnh hợp đồng. Khi mà nhà thầu đi vào thi công ấy, ông đã đấu thầu trúng rồi. Thứ nhất là ông đi đấu thầu là ông phải có một cái bảo lãnh trúng thầu của ngân hàng. Đó. Sau đó khi vào thi công ông phải có một cái bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Ví dụ là bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường thì là 10%, tôi nhớ không, thường thôi, chứ cái việc này tôi không khẳng định đối với mọi công trình. Đó là ví dụ dự án 100 tỷ thì ông phải bảo lãnh thực hiện hợp đồng là 10 tỷ. Nếu ông không thi công, ông bị mất cái 10 tỷ đó. 10 tỷ đó thì chủ đầu tư yêu cầu ngân hàng phải trả vô điều kiện. Và đương nhiên là ngân hàng để nhận được cái bảo lãnh đó thì cái công ty đó, cái nhà thầu đó phải có tài sản bất động sản hay tài sản gì đó để thế chấp cho ngân hàng, hoặc là gửi tiền vào ngân hàng để nhận được cái bảo lãnh đấy. Đấy, như các bạn thấy trên công trường hiện nay thì cũng không có, chưa có gì mới mà cách khởi, một cách gọi là rõ rệt cả. Bởi vì thi công đường thì hầu hết nó là cái hạng mục về cát nền, về đường là chính, cầu của nó ít thôi. Nó cũng có nhưng mà nó không có cầu lớn. Còn cái những cầu lớn như cầu Mỹ Thuận 2 thì đương nhiên là nó sẽ cầu Mỹ Thuận 2 hiện tại nó cũng đang khá chậm các bạn ạ. Thì tôi sẽ cập nhật cái lý do tại sao nó chậm và cụ thể như thế nào cho các bạn ở trong các video clip sau. Và nếu các bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, bật quả chuông thông báo để nhận thông báo về các video clip sau nhé. Và đây là một cái trạm trộn bê tông nhựa, mà tôi nói đúng hơn đây là một cái cối trộn, nhưng mà trạm trộn, tại vì trong cái quan điểm của tôi ấy, cái trạm trộn tức là nó phải tự động hóa hoàn toàn, hay là tối thiểu nó cứ tự động hóa cái vấn đề cấp liệu, tức là ông nhập một cái thành phần cấp phối vào, ví dụ như một đá bao nhiêu kg đá cát xi măng hay phụ gia bột khoáng gì đấy, phụ gia bao nhiêu thì nó phải tự động nó cân, nó đưa cái đó vào trong cái cối trộn. Nhưng cái này là hoàn toàn thủ công cho nên nó gọi là cái cối trộn. Đấy, các bạn nhìn từ trên cao thì nó cũng chưa có gì đặc sắc cả. Về cơ bản thì tuyến cũng đã hình thành rồi. Về giải phóng mặt bằng ấy, thì nó cũng đã được trên hơn 18 km. Nó tổng là 23 km, nhưng hiện nay là giải phóng mặt bằng nó hơn 18 km. Thế mặt bằng, vấn đề giải phóng mặt bằng thì nó cũng không phải là vấn đề vướng mắc trong thời điểm hiện tại. Vấn đề là cái nguồn vật liệu cát cơ. Cát hiện tại chúng ta cần một cái sự kiểm soát, quản lý tốt hơn từ chính quyền địa phương, chứ không phải là ở nhà nước. Địa phương ông quản lý các cái mỏ này như thế nào? Và vấn đề cung cấp cát ở An Giang ấy, cụ thể An Giang bây giờ nó có một cái sự lùng nhùng khá là lớn. Nói chung là có một cái việc, vấn đề gọi là mờ ảo. Như các bạn biết về cái vụ mỏ cát 2,5 triệu khối cát ở An Giang, thì tôi sẽ làm một video clip cụ thể hơn. Nhưng hiện tại thì các bạn biết là trong tình hình bị Covid-19, cho nên các bạn rất thông cảm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh Kunan TV. Nên các bạn hãy thông cảm, bởi vì cái vấn đề về tin tức ấy, hay là nguồn tin thì tôi cần phải ngoài xem các kênh thông tin đại chúng, và tôi còn phải tham khảo và nói chuyện trực tiếp với những anh em ở bạn bè ở dự án đó để có thể biết một cách cụ thể hơn thì mới thông tin lại quý vị và các bạn được. Bây giờ đây tôi và các bạn hãy cùng nhau chờ đợi và hy vọng cái hệ thống cao tốc từ Sài Gòn xuống đến Cà Mau hoàn thành được đoạn nào sớm ngày nào thì miền Tây phát triển như vũ bão ngày đó. Video clip về cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hôm nay xin phép tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video clip sau.
Nếu có thể, các bạn đừng quên bấm like video, và nếu chưa đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký kênh và bật quả chuông thông báo để ủng hộ kênh Conan TV ngày càng phát triển nhé. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người.